Xin bệ hạ tha mạng. Cha ơi cha. Các ngươi lui ra đi. Ta bảo lui ra ngoài. Dạ. Dạ. Đây là tên bán sách bị bắt về. Hắn đã thừa nhận mình chính là Phong Lưu công tử. Ta không nghĩ là hắn lại già như vậy. Nhìn đi, trên người hắn không có hợp hương. Còn đây là con gái của kẻ đã nhận mình là Phong Lưu công tử, cô ta cũng bán sách. Cô ta có gương mặt xinh đó, hẳn là có rất nhiều đàn ông phải lòng cô ta. Nhưng cô ta không có mùi hương đó. Không phải mùi vị ngọt ngào ta đang tìm kiếm. Làm sao ta có thể tìm ra tung tích của Cấm Thư với đám người như chết rồi này? Khi nào thì bọn chúng tỉnh lại thì đưa chúng tới gặp ta. Xin tuân lệnh thưa ngài. Phải rồi. Đàn ông sẽ có mùi của đàn ông, đàn bà sẽ có mùi của đàn bà.
Nhưng tại sao cô ta lại chẳng có mùi gì? Có kẻ đã rắc bột sơn trà để bảo vệ cô gái này. Nói vậy thì chính cô ta mới là Phong Lưu công tử sao? Biết đâu được. Cô ta là Phong Lưu công tử hay là người đang khiến cho Kim Song Vinh mê mệt? Cứ chờ xem kịch hay đi. Tóm lại là Kim Song Vinh vẫn thường xuyên gặp gỡ cô ta. Tổ phụ thân làm đi. Tổ phụ ơi, phụ thân con không thể là kẻ vô phạm. Phụ thân của con, Di thần thật sự rất khổ thẹn. 10 năm trước con đã biết đứng đây khóc lóc gian xin, xin tổ phụ tha mạng cho người. Nhưng từ lúc đó tới giờ vẫn không có gì thay đổi. Con vẫn là kẻ bất tài. Tôi chính là Phong Lưu công tử. Sống trong vô vọng nên chính tôi đã sắp đặt tất cả mọi chuyện. Tôi đã giải làm Phong Lưu công tử. Con bé đang nói dối. Con bé nói dối để cứu tiểu nhân thưa hoàng thượng. Tiểu nhân, chính tiểu nhân, tiểu nhân mới là Phong Lưu công tử. Không được nha. Không phải đâu, tôi mới là Phong Lưu công tử. Các bằng chứng đều cho thấy con gái của ngươi chính là Phong Lưu công tử. Ngươi còn dám nói dối sao?